Danboy K-pop dân tình trần trần vì sự xuất hiện của gia đình Lisa tại concert. Phụ huynh bật khóc nức nở trước khoảnh khắc con gái tỏa sáng. Nữ idol tắt điện khi định quẩy cực sung. Trời đất ơi, tự nhiên cái tôi tỉnh lại đèn luôn. Khoảnh khắc gia đình Lisa cùng nhau đến xem con gái biểu diễn tại concert Blackpink ở Bangkok đã gây bão mạng xã hội. Ngay sau đó, những thông tin về gia đình của nữ idol cũng được nhiều người tìm kiếm. Cụ thể, một đoạn clip ghi lại khoảnh khắc mẹ của Lisa cùng gia đình theo dõi MV Blackpink bất ngờ viral trên mạng xã hội. Trong đoạn clip, phụ huynh của nữ idol đã bật khóc nức nở khi theo dõi những hình ảnh của con gái trong MV đình đám. Dân tình có thể thấy được, đây chính là những giọt nước mắt hạnh phúc mẹ Lisa chứng kiến con gái thành công rực rỡ. Nhiều khán giả cho rằng mẹ Lisa là người phụ nữ tuyệt vời khi luôn ủng hộ ái nữ theo đuổi đam mê. Khi Lisa có ý định khoe vũ đạo thì cô nàng chợt phát giác vì sự có mặt của gia đình ngồi phía dưới. Nữ idol đã ngồi bẹp lên trên sân khấu và bật cười hết sức vô tri. Khoảnh khắc này nhanh chóng gây bão toàn thế giới vì biểu cảm của người đẹp quá đáng yêu cũng như sự tinh tế của nữ thần tượng khi có mặt phụ huynh theo dõi. Trước đó, gia đình Lisa đã ghi điểm trong mắt dân mạng khi xuất hiện vô cùng giản dị và không hề có sự phô trương nào. Thậm chí các thành viên còn liên tục cúi đầu chào khán giả xung quanh một cách thân thiện và ngọt ngào. Với sự xuất hiện của gia đình, Lisa chắc chắn đã có thêm nhiều năng lượng để bùng nổ trên sân khấu Blackpink. Dù suốt thời gian qua, lịch trình của nữ ca sĩ và Blackpink gần như kín bưng từ quốc gia này sang quốc gia khác. Blackpink đã thu về 78,5 triệu USD với 366.000 vé cho 26 buổi biểu diễn, hiện tại đã vượt 100 triệu USD. Điều đáng nói ở đây chính là việc Blackpink xô đổ kỷ lục của Spice Girls. Khi tour lưu diễn này còn chưa kết thúc, đồng nghĩa với việc doanh thu của tour diễn này sẽ không dừng lại ở mức nói trên. Ngay sau đó, nhóm cũng có những buổi biểu diễn hoành tráng tại Bắc Mỹ với hàng loạt concert cháy vé tại Dallas, Houston, Atlanta, Chicago, Newark, Los Angeles và Hamilton. Sự nổi tiếng của Blackpink vẫn chưa dừng lại khi tour diễn Blackpink vẫn là điểm đến được chú ý tại châu Âu và châu Á. Kỷ lục này một lần nữa đánh dấu chỗ đứng vững chắc của Blackpink trong ngành công nghiệp K-pop nói riêng và ngành âm nhạc nói chung. Đây cũng là minh chứng cho khả năng thu hút khán giả của Blackpink. Rằng bốn cô gái hoàn toàn có khả năng lấp đầy các sân vận động lớn trên toàn thế giới, trong đó em út Blackpink là một trong những nữ idol sở hữu thành tựu đáng ngưỡng mộ. Theo thông báo từ tổ chức kỷ lục UNESCO thế giới, Lisa đã có được hai kỷ lục, bao gồm nữ nghệ sĩ solo K-pop đạt được 1 tỷ lượt stream nhanh nhất trên Spotify và album đầu tay của nghệ sĩ solo K-pop đầu tiên đạt 1 tỷ lượt stream trên Spotify. Với thành tích này, nữ thần tượng nâng tổng số kỷ lục UNESCO thế giới của mình lên con số 7, vượt qua PSY, người đã nắm giữ 5 kỷ lục. Điều này cũng khiến Lisa trở thành sao Hàn có nhiều kỷ lục UNESCO nhất thế giới. Được biết, Blackpink là nhóm nhạc nổi tiếng thành công ở nhiều lĩnh vực nghệ thuật. Chính vì vậy, các thành viên đều sở hữu khối tài sản khủng là mơ ước của nhiều người. Em út Lisa còn chuẩn phú bà khi sử dụng thẻ đen tậu biệt thự sang chảnh ở Hàn Quốc. Tờ Biz Hàn Quốc đưa tin Lisa đã tậu một căn biệt thự cao cấp tại Seongbuk-dong, ngôi làng giàu truyền thống văn hóa ở phía bắc thủ đô Seoul, Hàn Quốc. Cơ ngơi của em út Blackpink rộng gần 700 m², trị giá khoảng 7,5 tỷ won, tương đương hơn 142 tỷ đồng. Kết cấu biệt thự bao gồm một hầm và hai tầng trên mặt đất. Không những vậy, khối tài sản của mỹ nhân gốc Thái còn không ngừng tăng lên nhờ danh tiếng vượt bậc. Bên cạnh việc hoạt động âm nhạc và tham gia các chương trình truyền hình, Lisa nắm trong tay nhiều hợp đồng giá trị với Celine Bungari, Mark Chevasgrego và Abby Delavi. Theo Sumi, tiền cát xê của Lisa sẽ không dưới 5 con số tính theo đơn vị USD. Nữ thần tượng ước tính thu về ít nhất 300.000 USD, gần 7 tỷ đồng cho một buổi biểu diễn và 600.000 USD, gần 14 tỷ đồng cho mỗi hợp đồng quảng cáo. Chưa dừng lại ở đó, nhờ vào 87,5 triệu người theo dõi trên Instagram, em út Blackpink sẽ thu về 200.000 USD, tương đương 4,6 tỷ đồng mỗi bài đăng tài trợ. Ở tuổi U20, Lisa đã có sự nghiệp vững chắc và cơ ngơi cực khủng. Lisa là người Thái Lan sang Hàn Quốc theo đuổi đam mê thần tượng. Cô nàng đã không ngừng cố gắng để vượt qua định kiến, gặt hái được nhiều thành công nổi bật. Cùng với Blackpink, sức ảnh hưởng của các mỹ nhân nhà YG Entertainment là cực lớn tại K-pop.